giải về server ha. Và dĩ nhiên khi mà mình cài đặt xuống rồi thì mình im lại mình thì nó sẽ sai ha, cho nên mình lưu ý cái sơ đồ này phải phải hoàn thiện đã ha. Các bạn cũng có thể sửa, nhưng trong thực tế thì mình đi làm thì mình sửa tới sửa lui là chuyện bình thường. Còn chúng ta đang học thì đảm bảo rằng là số thực thể của mình nó tối thiểu nó ít thôi để mình làm đúng đã ha, mình làm đúng. Còn đi làm một cái sở liệu nó rất là bự ha, thậm chí có một hệ thống nó có tới mấy trăm bản là chuyện bình thường. Cho nên là cái đó không không bao giờ bắt chúng ta phải đúng trước hết, mà chúng ta đáp ứng một vài cái nghiệp vụ nào chính đã rồi cứ bổ sung dần 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 vào nha. Còn ở này mình đang làm cho cái scope rất là nhỏ, cho nên các bạn phải đảm bảo là trên cái scope đó thì mình phải thiết kế hoàn chỉnh cái scope đó ha, lưu ý cho cô chỗ này. Rồi bây giờ ngay chỗ này á, cái thằng admin nhá An, Vâng. tại sao thằng admin nó lại quan hệ với cái customer account, giải thích cho cô coi. Thì để quản lý tài khoản của khách hàng, quản lý thông tin khách hàng. Mình có lưu lại cái quá trình quản lý của nó không? Lưu lại là như nào cô? Tức là em đang nói quản lý thông tin khách hàng, quản lý có nghĩa là nó có thể thêm sửa xóa gì đó đúng không? Dạ vâng ạ. Như vậy mình có lưu lại cái quá trình thêm sửa xóa của nó không? Tức là bây giờ cô sửa thì có lưu lại là à, ngày đó cô Hương đã sửa dữ liệu của khách hàng nào không? Có không? Em nghĩ là cần Cần luôn á hả? Để làm gì? lỡ Bây giờ may sửa sai sót hôm nào đấy thì để biết người nào sửa. như vậy admin của mình có nhiều người, Vâng. chỗ này nó có vẻ dư thừa. Để biết sửa người nào, để làm gì, tiếp theo đi, hỏi câu tiếp theo nữa đi. Nếu sửa quản lý cái chuyện người đó sửa gì, biết để làm gì. Thì ví dụ như là nhiều admin thì ví dụ như một admin nào đấy lỡ sửa nhưng mà sửa sai sót gì đấy thì là vì khách hàng khiếu nại thì là người ta phải biết được là ngày hôm nào hoặc là ai đấy sửa vào hôm nào để biết còn nhắc nhở hoặc là À, thông thường nếu mà về mặt hiện thực chương trình á, nghe nghe cô giải thích chỗ này, thông thường về mặt hiện thực chương trình á thì nó sẽ có cái role mình cấp quyền á, mình phân quyền trên màn hình á, thì nó sẽ có cái role login vào, và khi nó thao tác trên cái dữ liệu đó thì cái dữ liệu của mình sẽ ghi nhận lại với cái role đó. Em hiểu không? là có ạ. Ừ, còn cái trong quá trình này á, nếu mình thiết kế như vậy có nghĩa là mình nhập liệu á, cái này mình đang thiết kế mình nhập liệu nữa, thì khi mình nhập liệu mình phải nhập vào là customer đó được kiểm soát hay được quản lý bởi admin nào thì nó rất là sai. Bởi vì sao? Cái nào có trước, cái chuyện mà admin mà sửa nó sẽ có sau, sau khi khách hàng đăng ký tài khoản thành công đúng không em? Vâng. Ừ, cho nên cái chỗ này nó không được, cho nên theo cô là không không nên vẽ như vậy, mà em có thể có một cái bảng admin riêng em để đó cũng được, không sao hết, nhưng mà nó có quan hệ với account khách hàng thì nó không đúng, nó không đúng. Như cô vừa giải thích em hiểu chỗ này không? Thì ví dụ như là mình kiểm soát, mình quản lý được account khách hàng thì mình kiểm soát được số lượng của khách hàng của mình, các thứ như sao? Thì cái đó mình sẽ thống kê, tại vì tụi em hình như tụi em chưa lập trình nhiều cho nên tụi em không hình dung được chỗ này. Bây giờ cô nói lại bên sinh viên cho mình dễ hiểu. Bây giờ mình thấy giữa sinh viên nó quan hệ với lớp đúng không em? Vâng. Lớp là một thực thể, sinh viên là một thực thể đúng không? Đúng. Như vậy một lớp có nhiều sinh viên không? Có. Đó. Như vậy thì cô đang tạo ra một mối quan hệ giữa lớp với sinh viên để cô kiểm soát cái chuyện gì, cô kiểm soát là sinh viên đó thuộc về lớp nào, kịp chưa? Rồi. Rồi như vậy thì khi cô muốn nhập sinh viên vào một cái lớp nào đó, như vậy buộc cô phải có cái lớp đó cô mới nhập sinh viên được, thì đó là một cái quan hệ để đảm bảo rằng hai cái dữ liệu đó nó phải khớp với nhau, chứ không thể nào cô add sinh viên vào một cái lớp chả tồn tại, hiểu ý không? Đã có. Ừ. Như vậy thì em thấy rõ ràng là gì? Khi mà khách hàng đăng ký tài khoản, cô đâu có cần phải add khách hàng đó cho cái admin nào đâu đúng không?
À vâng. Đúng không, em hiểu chỗ này không? Có. Ừ, thì khi mà admin thao tác gì trên hệ thống cô mới ghi nhận lại, có nghĩa rằng là cái chuyện đó nó xảy ra sau, và cái đó mình có thể thực hiện trong quá trình mình thực hiện hiện thực chương trình để mình ghi nhận lại, hình dung được không? Cho Vâng. nên ừ, cho nên trong quá trình thiết kế mình không có cái mối quan hệ chỗ này ha. Rồi Vâng. ừ, rồi bây giờ tiếp nè, như vậy xóa chỗ đó nha, xóa chỗ Dạ đó. vâng Em có thể để cái thực thể admin một cái thực thể độc lập, nó không liên quan với thằng nào hết cũng được. Bây giờ tiếp, em thấy vehicle, cái vehicle á nó sẽ quan hệ với cái ticket, bởi vì sao? Cái vé đúng không, trên cái vé tôi phải biết được rằng là gì, là cái xe nào ha. Nhưng mà mình bị thiếu đây là gì, cái lịch trình á. Hôm qua cô có nhắc mình chỗ này, tức là mình phải có cái lịch trình các cái chuyến đi, thì từ cái lịch trình đó mình mới tổ chức được là mỗi lịch trình như vậy sẽ có bao nhiêu chiếc xe, điểm đến điểm đi là gì, thì từ đó mình mới sinh ra vé. Có hiểu chỗ này không? lịch trình đấy em để trong cái thông tin vé được Nó không? không đủ, nó không đủ, bởi vì mình hình dung nè, nghe ha, nghe cô nói thêm, cái nghiệp vụ này nó cũng không khó đâu. Bây giờ nè, bây giờ em thấy rằng là cô, ví dụ cô đi một cái lịch trình của cô là từ Sài Gòn Đà Lạt, nghe kịp không? Mà mỗi cái như vậy là một lịch trình, và từ Đà Lạt về dậy sai Sài Gòn, cô giả sử là cái hãng này chỉ đi cái chuyến đó thôi. Như vậy thì bây giờ mình sẽ thấy cái lịch trình đi Sài Gòn Đà Lạt, à, nó sẽ có cái thời gian như thế nào. Thời gian đi là những cái khoảng nào, vậy không, tức là mình sẽ có những cái chuyến, hay là những cái chuyến nào đó, chuyến nào, thì từ cái chuyến đó mình mới ra được cái ticket theo cái chuyến đó. Em hiểu không em? Vâng, em hiểu. Ừ, cho nên mình không có chỗ này, mình không kiểm soát được. Thì trên cái chuyến, khi mình định được cái chuyến rồi đó, mình định được cái chuyến có nghĩa là mình định được cái gì, cái vị hay cồ đi với cái chuyến đó, đúng không em? Vâng. Ừ, mình mới định được gì, mình mới định được tài xế, đúng không, tài xế xe đó, tài xế đi với cái chuyến đó. Cái xe là một chuyện, tài xế nữa mà, em còn chi trả lương cho tài xế, đúng không? Ừ, chỗ này hiểu không? Ừ, như vậy thì chỗ này em cần phải vẽ lại cho cô. Cô nhắc lại, thứ nhất mình quản lý đặt vé xe, cho nên mình phải biết được cái chuyến là một. Thứ hai, mà để biết được cái chuyến thì mình phải có cái lộ trình như cô nói, cái lộ trình mình đi từ đâu tới đâu, điểm đi là gì, điểm đến là gì, trong đó gồm những cái khoảng thời gian đi nào, và mình sẽ có cái chuyến. Thì từ cái chuyến đó mình mới kết nối được là sử dụng cái xe nào, tài xế nào, hình dung được ha. Rồi như vậy vẽ lại nha Nguyên An, Vâng ạ. rồi vẽ vẽ lại, cuối giờ show lại cho cô đó nha, tại vì hôm nay lấy điểm mà, nên em phải show lại đó ha. Rồi bạn tiếp theo đi. Cô đem sâu thử. Rồi ok. Mình sẽ nói cái brand với lại một cái brand nó sẽ có nhiều gì, nhiều loại hay là nhiều watt, nhiều loại, một loại sẽ có nhiều watt. Cô nói vậy là easy rồi đó, nói vậy vẽ lại được chưa? Dạ.
tải lại và thêm mối quan hệ một nhiều hay nhiều nhiều vào, rõ ràng nghe chưa? Không có làm ẩu như vậy được đâu ha. Thấy mấy bạn học dễ tính mà mấy bạn vẽ còn chỉnh chu không? Mình phải làm cho nó đàng hoàng lên chứ. Rồi bạn tiếp theo đi, nãy là khôi, vẽ lại vẫn chưa được điểm đâu, chưa được ghi điểm luôn. Rồi tiếp, tiếp theo nè, còn ai nữa? Di Quang. Dạ em xem. Quang làm gì cái mic nó rè dữ vậy Duy Quang? Rồi quay trở lại đi. Rồi là cái này mới vừa sửa xong hồi nãy đó đúng không? Dạ đúng rồi. Kéo cái xuống department của coi coi. Rồi ok tạm vậy đi. Rồi sao nghỉ xong này ngồi nghĩ ra kiểu dữ liệu cho từng thuộc tính nha. Dạ ok rồi. Dạ câu hỏi tới em. Rồi vẫn chưa vẽ đàng hoàng, hồi nãy hỏi cô thì vẽ nháp, cô sửa cho em luôn, cô tưởng em dự tính cô sửa cho hết luôn, thôi em mà học cô bắt em làm, em cô đã sửa cho mình như vậy rồi mà mình vẫn chưa vẽ lại cho cô đúng cái thực thể nó phải có hai phần, hiểu không? Có hai phần là gì, một phần phía trên là tên, phía dưới là thuộc tính nha. Dạ ý là kiểu này là tên luôn, cái thuộc tính. Ông ơi ông vẽ cái ký hiệu á, ký hiệu nó gồm hai phần nha. Rồi khách hàng á, tự nhiên cái khách hàng anh em password phone, rồi làm sao biết nó ở địa chỉ nào, cô biểu thêm vào thì mình phải thêm chứ, trong cái order không chứ địa chỉ, trong khách hàng dữ liệu về khách hàng nó phải đầy đủ, phone number rồi email ví dụ như vậy, rồi gì nữa địa chỉ giao ví dụ vậy, hoặc là loại khách hàng, dù khách hàng VIP hay khách hàng gì đó để đưa vào khuyến mãi hay không, thêm vào nha. Làm sơ sài quá, em làm sơ sài là cô nhắc lại luôn cho các bạn học dự tính, cơ sở dữ liệu của mình mà thuộc tính quá ít mà quá sơ sài, khi mình qua tới phần truy vấn á, tức là viết lệnh để lấy dữ liệu lên hoặc là đưa dữ liệu xuống thì sao, chúng ta không có gì để làm luôn á, hiểu không? Lấy nó quá ít thông tin, lấy gì để mà truy vấn ra, cho nên em phải thêm vào nhiều cho cô nha em, cho nên em phải tìm hiểu cái nghiệp vụ này về cái thông tin một cái đôi giày nó mô tả cái gì, thông tin về một thương hiệu nó mô tả cái gì. Rồi thông tin một order chỉ cần vào Tiki thôi, nhìn thấy cái thông tin order đó nó ghi lại những cái gì thì mình ghi chú vào đây, bắt chước như vậy đó. Rồi khách hàng mình cần cái gì mình ghi chú thêm vào, hiểu không em? Ừ thêm vào nha, thêm vào cuối giờ cô xem lại đó, chưa ghi điểm được luôn. Rồi tiếp cô em thôi. Rồi lọc đúng không? Ai tiếp vậy? Dạ em lọc ạ. Thì nãy cô bảo là em thêm cái phần order vào comment đó cô. Dạ cái ngon dễ sợ luôn thì nè, mấy bạn chung lớp mình nè, mấy bạn học đang học dự tính luôn nè, mấy em nghe cô nói rõ không? Cô nói order chứ không phải là order.
mà hồi nãy giờ cô sửa bài cho biết bao nhiêu đứa rồi, cô nói là mình đang quản lý cái chuyện khách hàng nào mua cái gì, mua cái gì thì mới biết là comment cho cái nào, làm sao mà thêm một cái thực thể vào trong cái thực thể được. Em hay tách ra à? Dạ dạ dạ. Cái gì mà làm lại đi, trời ơi cô nói hết hơn mà không phải em mà mấy bạn khác cô cũng giải thích rồi, cô nói cái nghiệp vụ cho nó giống nhau hết. Đáng cho không điểm luôn quá. Rồi tiếp đi. Im lặng hết rồi. Nhanh lên. Cô, trong thời gian để mấy bạn lớp 9 sửa bài thì em dự tính cô sửa bài cho mấy bạn được không? Cô show lên. Dạ vâng. Dạ, cái của em là cái vận chuyển hàng hóa của một cái bên trung gian để cho khách hàng và chủ hàng để có thể tương tác và làm ăn với nhau không? Rồi, hôm qua nói rồi, hiểu rồi. Bây giờ là vâng. Bây giờ show lên đi. Từ từ. Đây đầu tiên là ở cái vị hay cổ trước rồi. Chữ vị hay cổ gõ sai rồi Dung. C cổ L C L E. À, dạ vâng ạ. Ai luôn rồi. Có lòng và ngủ quá gì độ IDV hay cồn thôi, đại loại lỗi chính tả sửa lại sao đi, IDV hay cồn thôi, rửa sửa sao cho nó đúng thôi, rồi đó sửa tự sửa đi, nhưng mà phải sửa rồi nha. Dạ vâng ạ. Chứ thôi nó tự nhiên nó lọt đâu ra ngoài á, họ đọc họ mắc cười lắm á, xong lại đi bảo là cô Hương chỉ em như vậy, chết cô Hương luôn á nha. Ha, cô Hương không có chỉ mình như vậy đâu nha. Bây giờ từ từ, cái verification dùng để làm gì vậy trời, cái thực thể dạ, dùng đó. Để dùng để chứng minh là chiếc xe đó nó còn nó kiểm chứng hay chưa, và kiểm tra tình trạng xe đó nó còn còn ngày kiểm chứng không không cô, trong thời hạn đó không. Vậy tại sao mình không bỏ nó vô cái vehicle luôn mà mình tách ra em? Vì em thấy nó có tới hai cái trạng thái là cô, giống như là vehicle nó sẽ có một trạng thái là liệu là nó đang có sẵn sàng để lấy hàng hay không. Nếu như vehicle ví dụ nó lỡ nó đi rồi thì trạng thái nó là như vậy, tới hai trạng thái luôn cô. Thì em nghĩ là đặt nên đặt thêm một cái khác. Ủa nhưng mà ở một thời điểm nó chỉ có một trạng thái thôi mà. Hiểu hiểu ý cô nói không? Thì đúng. Bây không? Giờ nghe đã nghe rồi hãy nói. Bây giờ một cái xe nó tồn tại trong hệ thống. Nó tồn tại trong hệ thống của mình, và ở mỗi thời điểm khi mình truy vấn lên hay là ở mỗi thời điểm mình lưu thì nó chỉ có một trạng thái, cô ví dụ là được sử dụng hoặc là không sử dụng thôi. Đúng rồi. Nó đâu có thể lưu hai trạng thái đồng thời, cho nên em đâu phải tách ra đâu. Em tách ra em thấy status ở trên với status ở dưới nó rất là vô nghĩa và rất là vô duyên luôn. Hiểu không? Không, cái status này là status của cái kiểm định xe cô. À, cái chỗ đó em đang quản lý giấy kiểm định đó hả? Dạ đúng rồi. Là kiểm định còn hiệu lực hay hết hiệu lực đó hả? Dạ vâng, dạ vâng. Như vậy thì em phải ghi là thông tin kiểm định thì nó đúng hơn. Dạ. Đúng không? Thông tin kiểm định thì như hôm qua mình nói là chỗ đó sẽ là một cái scan đúng không? Dạ đúng rồi. Một cái mà mình quét cái mình hay nói đúng hơn, mình kết nối với cái API của cái sở giao thông thì mình lấy dữ liệu mình đổ về đúng không? Rồi thì thông tin kiểm định rồi. Cho em hỏi một cái nữa cô, ví dụ như ở đây hôm qua cô sao bây giờ hôm qua cô nói cái GPS đó cô, thì ban đầu thì em đặt nó ra là một cái entity riêng, nhưng mà lúc sau khi mà em nghe cô sửa bài thì em đặt vô lại thì không biết cái nào nó sẽ đúng hơn.
từ từ đi từng thực thể một, đang nói chỗ cái thông tin của cái giấy kiểm định này, thông tin giấy kiểm định. Như vậy cái validate, chính cái validate nó đã suy ra được cái status rồi, đâu cần đặt cái status nữa đâu. Em đặt cái status nó sẽ dư. Tại vì cái validate á, ví dụ bây giờ cô nhập vô cái thông tin giấy kiểm định và cô nhập validate ngày hiệu lực, tức là ngày mà còn hạn á, là ngày hôm qua là ngày 10 tháng 8. Mà hôm nay cô nhập thì chắc chắn cái giấy kiểm định nó hết hiệu lực rồi, cái xe đó không sử dụng được, không đăng ký được, đúng không em? Cho nên em để cái status nó dư. Dạ. Hiểu không? Dạ hiểu rồi, hiểu rồi. Có nghĩa là mình sẽ cho cái entity này vào đây luôn đúng không cô? Theo cô thì cho vào đó. Tuy nhiên cái giấy kiểm định mình lưu nhiều lần á thì nó sẽ khác. Nghĩa là nghe cô nói chỗ này, nghĩa là gì, nếu như em lưu lịch sử của cái xe đó trong những cái giấy kiểm định á thì em sẽ tách ra một thực thể. Vì sao? Bởi vì cần kiểm soát cái xe đó đã đi kiểm định bao nhiêu lần. Đó là xe cá nhân, nếu như xe đó của mình, hiểu không? Còn xe họ đăng ký vào, mình chỉ cần kiểm tra nó có hiệu lực hay không thì mình chỉ lưu một dòng thôi. Mà nếu mình chỉ lưu một dòng ở một thời điểm thôi thì đẩy nó vô cái vehicle. Mình dùng được chỗ này không vậy? Không hiểu thì mẹ nói nha, hiểu không? Dạ, chưa hiểu lắm. Hiểu, mà nói lại nè, các bạn khác nghe nha. Bởi vì những cái này nó rất là quan trọng. Nó gọi là tư duy đó. Tư duy rất là quan trọng để mình thiết kế dữ liệu. Bây giờ em làm hệ thống này và khi người ta đăng ký một cái xe, có nghĩa rằng là em không quan tâm cái lịch sử kiểm định của nó, em chỉ quan tâm ở thời điểm nó đăng ký cái giấy đó còn hiệu lực hay không thôi, đúng không? Được không ạ? Như vậy thì nghĩa là em chỉ quan tâm mấy thông tin, một thông tin thôi, đúng không? Dạ đúng, dạ đúng. Còn trước đó nó kiểm định bao nhiêu lần kệ nó, em đâu có lưu làm gì, đúng không? Dạ đúng. Như vậy thì lúc này bởi vì nó chỉ có một dữ liệu cho cái chuyện kiểm định thôi, cho nên em sẽ đẩy nó vô vehicle luôn. Còn nếu như em làm một cái module, em cần kiểm tra lịch sử kiểm định của xe đó, thì lúc đó em mới tách ra một cái thực thể là verification riêng. Hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi. Hiểu chưa? Đó. Rồi như vậy xóa nha. Rồi xóa cái đó, rồi tiếp. Bỏ cái code đi, bỏ cái verification code, chỉ cần validate là được rồi. Là ngày có hiệu lực đó, hiểu không? Rồi cái status là cái gì dưới đó. Rồi cái đó em hiểu, em bỏ sau đi. Rồi cái status là cái gì dưới đó vậy? Yeah, status là tình trạng xe có chuẩn, có là xe đang chạy hay là xe đang rảnh đó cô. Rồi ok. Dạ. Đồng ý luôn, rồi kéo lên. Đây là cái range of vehicle. Range là sao em? Cái này là sao? Là một chiếc xe thì nó sẽ có nhiều loại đó cô. Thì ở đây em muốn là em phân ra một cái khác với nhau luôn, là nó sẽ bao gồm là cái mã của cái loại đó và tên của loại đó và tải trọng của nó. Ủa như vậy tại sao vẽ IA chỗ đó? Mấy em dùng IA mấy em có hiểu không vậy? Dùng IA là gì? Là dạ, IA là thừa kế của mình, không phải không dùng IA ở đây. Cần đâu, tại vì sao? Bởi vì á, nếu em đã phân loại rồi thì một loại nó sẽ có nhiều cái xe, làm sao mà thừa kế được? Chỉ trừ khi á, là ví dụ cái vehicle thì mình sẽ phân ra là vehicle, tức là một cái loại, em mô tả một cái thực thể là vehicle chung nha, thì dưới đó em sẽ có cái đặc thù của xe tải riêng, xe container riêng. Thì xe tải và xe container là hai thực thể mà có mối quan hệ ISA với vehicle, là nó đúng hơn.
này không? Ô cô, vậy em ghi ISA là đúng rồi cô. Tại em ghi em... ngược. Em ghi ngược, thằng nào ISA thằng nào. À, dạ dạ. Thằng dạ, dạ. Hiểu không? Dạ hiểu rồi, dạ hiểu rồi. Nhưng mà em sẽ có hai thực thể là gì? Là xe tải và xe container. Truck với container. Như vậy truck của em với container sẽ là ISA với vehicle. Và truck dạ. Thì sẽ có đặc thù của truck rất riêng, đúng không? Dạ, đúng rồi, dạ, đúng rồi. Container thì sẽ có cái đặc thù của container riêng. Hiểu chưa? Dạ, hiểu rồi, dạ, hiểu rồi. Rồi, bây giờ xuống dưới cái package là cái gì vậy? Dạ, cái package là nó sẽ là một cái gói hàng hóa thôi. Package là gói hàng hóa. Đại loại là cái hàng hóa họ muốn chở chứ mình không. Đại loại là sẽ là một, có nghĩa là có thể có nhiều hàng hóa hoặc chỉ có thể là một loại thôi, nhưng mà một cái loại đó nó sẽ được gói trong cái gói có sẵn luôn cô. Cũng có thể nhiều gói chứ. Dạ đúng rồi, có rất là nhiều gói cô, cho nên em mới đặt cái quantity ở đây. Nhưng mà chỗ này nó lại khó nữa nè. Bây giờ mình ghi là trọng lượng, cho nên cái chỗ nhiệm vụ này nó khó em ha. Bây giờ mình nói là trọng lượng và cái số lượng thì em sẽ cho đăng ký cái xe. Bây giờ em cứ hình dung là cô chở bông gòn ấy, biết không? Bông biết rồi. Thì cái bông gòn nó rất là nhẹ, nhưng mà cái gì, cái gói của nó kích thước ở đây thiếu kích thước nữa, kích thước nó rất là bự, đúng không em? Dạ đúng, dạ đúng. Như vậy làm sao để mà chọn cái xe cho nó phù hợp được? Cái thùng xe con lấy cái kích thước thùng xe. Ừ, thì cho nên chỗ này thiếu, hiểu không em? Sửa lại nữa ha. Sửa lại thì cái goods của em, cái goods của em là hàng hóa. Chỗ này chả để mối quan hệ, không biết cái bên nào một bên nào nhiều. Em nghĩ là nhiều quá không. Nếu mình đã phân ra là gì loại và ở đây là có nhiều hàng hóa rồi, có nhiều hàng hóa rồi, rồi mình lại đi package trở lại nữa, mình đóng gói. Có qua ví dụ như cô nghĩ mình không cần quản lý chi tiết của cái goods đâu em. Vì sao? Bởi vì nè, em cứ hình dung nè, nếu như em quản lý chi tiết, bây giờ con nói chở cam thôi nha. Loại hàng hóa là gì? Là cam. Cam uống nước á, hiểu không? Hiểu rồi. Cam trái á. Như vậy bây giờ nếu mà em để cái goods bên dưới là từng trái cam của em á. À, đúng không? Phải vậy không? Hay là không, ở trên của em là goods 2 là trái cây. Ở dưới goods của mình là cam hả? Ví dụ bây giờ cô nói lại nè, bây giờ good case của em không, 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 là ví dụ như là một cái basket đó, nó sẽ có chứa rất là nhiều good khác nhau, và những cái good đó nó sẽ chia về phân loại, tức là một chiếc xe nó có thể chở nhiều hàng hóa cô. Rồi, như vậy đi, thì cái chuyện đó là nói luôn rồi, về nghiệp vụ em quản lý nha. Được rồi. Không rõ, nhưng mà tại sao chỗ đó là mối quan hệ ISA? Chỗ đó là mối quan hệ một nhiều chứ, một cái loại thì nó sẽ có nhiều cái goods chứ, đúng không em? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Sửa lại. Sai rồi. Một loại thì sẽ có nhiều goods. Một em mở. Dạ vâng ạ. Rồi.
rồi giữa Basket với Woods là quan hệ như thế nào? Mình biết là quan hệ nhiều nhiều cô. Thì phải lưu ý cho đó rồi tiếp. Thì hồi nãy có một bạn nào nói đó là để xác định được cái basket đó là bạn đang nói tới cái thùng đó, kích thước của cái thùng ha, thể tích của cái thùng nó tính theo thể tích đúng không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Ừ, ừ, cho nên mình lưu ý chỗ này nha em. Cái basket của em nếu là đã basket thì cũng phải tính theo thể tích ha. Được rồi. Ngoài trọng lượng còn có thể tích nữa nha, mới có thể phân phối vào cái order phù hợp được đúng không? Dạ đúng, dạ đúng. Rồi một order mình làm bị ngược rồi đó. Một order có nhiều bách kịch chứ. Dạ không cô, em nghĩ là một bách kịch là nó sẽ có một order thôi cô. Ý là một một order của cô là nó sẽ chứa một packet luôn. Một order sẽ chứa một packet hả? Sao ta? Packet đó nó có quantity. Rồi, giống như cái packet đó là sao ta? Giống như là một cái gói hàng thì sẽ nó có rất là nhiều, có nhiều gói thì nhiều nhiều cái gói đó nó sẽ đẩy vô qua bên order luôn. Là sẽ được một chuyến hàng. Nhưng mà sao quan hệ em mời chỗ đó? Dạ là một thì nó một trong bài. Nhiều trong nhiều order, sao trong nhiều order được? Dạ tồn tại một packet thì có thể ở nhiều order khác nhau cô. Ok vậy. Bởi vì ở đây mình có là order. Chỗ order này, ở đây em hiểu là giống như là customer muốn mua cô, nhiều nhiều customer khác nhau có thể lấy cái order đó, nhưng mà cái order đó nó có thể có những cái package giống như hàng customer kia luôn. Không hiểu chỗ này ta, từ từ không hiểu được ta. À, giống như là em có 10 cái order cô, nhưng mà những cái có thể 10 cái order nó có thể chứa những cái package này giống nhau cô. Ví dụ như em cần vận chuyển 10 đơn hàng á, nhưng mà 10 đơn hàng này có thể là giống nhau. Dạ. Giống nhau như vậy làm sao biết giống được nhau cái... giống nhau về package thôi cô. Còn... À, giống nhau về package. Dạ. Rồi hiểu rồi, rồi hiểu rồi. Rồi tiếp tiếp. Còn ở bên trong hàng đó nó sẽ phụ thuộc vào cái goods đó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi rồi, qua 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 order đi, qua order với qua cái thằng ký order customer. Rồi ok. Vậy chỗ này hiểu rồi. Tiếp rồi kéo xuống được, rồi xuống tiếp đi. Dạ, ở order đó thì em muốn xin ra một cái invoice của cô để cho cái người chủ hàng cô có thể thanh toán được. Vậy thanh toán đối với order cũng được vậy. Lưu ý cái invoice. Invoice là cái hóa đơn, thì cái hóa đơn này nó chính là cái order đó. Em thấy à, là ví dụ mình đặt hàng trên mạng đi, khi mình thực hiện cái order thì hệ thống nó luôn luôn xuất ra cho mình một cái bill dựa trên cái order đó, đúng không em? Như vậy cái invoice chỉ là cái kết quả, hay còn gọi là cái report. Sau này mình học lập trình mình sẽ hiểu nó là chỉ là cái kết quả thống kê từ cái order thôi. Cho nên mình không cần lưu, mình không cần xin một thực thể chỗ này em ha, nó dư thừa. Nó dư thừa, không cần thiết. Vậy nó giống như là một attribute của order thôi hả cô? Đúng rồi, nếu cần thì nó là attribute, nhưng mà cũng không cần luôn. Bởi vì sau này em phát sinh thì em lưu, em sẽ đẩy ra nó là cái receipt cho người ta thôi. Hiểu không? Còn dạ, sau này nha, sau này nếu như mình cần quản lý các cái invoice khác nhau, bởi vì một order họ có thể thanh toán nhiều lần. Kịp cô nói chỗ này không? Dạ hiểu ạ. Nếu như một order họ thanh toán nhiều lần thì buộc lúc này em phải phát sinh ra thực thể để em lưu trữ cái quá trình thanh toán đó. Mà để lưu trữ quá trình thanh toán đó thì khi đó em sẽ có một cái invoice nối với order để em tách nó ra thì được. Là sẽ là giống như thế này đúng không cô? Nếu như mà mình muốn quản lý cái invoice. Yeah. Mình quản lý các invoice nhưng mà các invoice trên một order. Dạ, dạ. Tại vì cô biết là trong thực tế thì khi họ đặt hàng lớn á, hay là vận chuyển lớn á, thì thường họ sẽ thanh toán nhiều lần cho một cái order.
như vậy thì lần thứ nhất họ thanh toán thế nào thì mình lưu lại, lần thứ hai họ thanh toán thế nào thì mình lưu lại, vậy thôi. À, giống như là thanh toán từng khoản đó hả cô? Đúng, không đúng, có thanh đúng. Toán hết. Đúng, dạ. Đúng, đúng, đúng. Hiểu chưa? Dạ, hiểu rồi. Ừ, thì lúc đó em sẽ tách ra nha. Còn mình đang học thì mình làm đơn giản là mình cho nó là cứ mà order là thanh toán luôn lần. Đại loại là vậy. Hiểu hiểu ý không? Dạ, vâng, hiểu ạ. Ừ, nhưng mà thực tế mình làm nó sẽ tùy nghiệp vụ ha. Sẽ có những cái nghiệp vụ như vậy thì mình phải tách ra. Rồi bây giờ à, còn ở dưới còn một cái banking nữa cô. Từ từ khoan, đang nhìn cái owner, owner chưa nhìn xong mà. Cái owner là cái gì? Dạ, owner thì nó chỉ có những thông tin cơ bản giống như customer. Và owner thì nó sẽ sở hữu những cái banking. Owner là cái người sở hữu hàng hóa đó gì, giữa cái owner với cái khách hàng khác nhau mà em. Hồi nãy mình có khách hàng. Hồi nãy mình có à, khách hàng có xe nhưng mà owner không có xe luôn. Owner cần xe. Khách hàng có xe. Owner không có xe. Đây là sao? Dạ, khách hàng là chủ xe chứ. À, khách hàng bên kia là chủ xe. Vậy dạ. Thì đồng chí đặt tên cho nó bị khỏi nhầm đi. Dạ. Em không biết đặt sao cô, em chỉ biết đặt. Chỗ này đang bị nhầm rồi, như vậy cuối cùng là gì? Cuối cùng á. Khách hàng em ghi là chủ xe đi ha, chủ xe đúng không, còn owner đó là người sở hữu hàng hóa, ví dụ vậy đó. Thì đó, hồi em tìm lại từ tiếng Anh cho nó phù hợp như vậy á. Chỗ này phức tạp rồi nha. Như vậy thì chỗ này á sẽ kiểm soát là cái order đó sẽ được chuyển hàng do chủ xe nào làm và chuyển cho chủ hàng nào, đúng không em? Là chủ hàng sẽ có những cái package và chủ hàng nó sẽ upload cái những cái order đó cô, những cái order lên cái app cô. Thôi hiểu rồi, nhưng mà bây giờ khi mà mình thực hiện một cái order á thì ai sẽ thực hiện cái order đó? Chủ xe sẽ cho, là chủ xe sẽ đăng ký cái order đó cô, ở trên app. Mày đăng ký, chủ xe sẽ là người thực hiện order đúng không? Dạ, đúng. Tức là rồi bây giờ cô nói vậy để mà đem mình dùng đã. Bây giờ em là chủ hàng. Dạ. Em sẽ đăng các cái gói hàng lên cần vận chuyển đúng không? Dạ đúng rồi. Như vậy cô sẽ là chủ xe, cô vào. Cô sẽ thấy những gói hàng đó rồi cô sẽ make order với em liền đúng không? Dạ đúng. Rồi. Như vậy thì mình sẽ thấy là trong trường hợp này là gì? Cái người chủ hàng không phải là người đi lựa chọn xe mà sẽ là chủ xe đi lựa chọn hàng, đúng không em? Dạ đúng rồi. Rồi như vậy thì mình phải hiểu nha, mình phải hiểu ý cô nói, mình cái nghiệp vụ này nó dẫn đến hành động của người dùng. Như vậy thì chủ rõ xe, là chủ xe đi lựa chọn order đúng không? Rồi, như vậy chủ dạ. xe sẽ là người chủ động trong hệ thống này, còn chủ hàng chỉ là người boss lên thôi. Dạ đúng rồi. Rồi ok, đó thì được. Rồi, như vậy mình cần biết là cái order đó được map với cái package nào thôi. Mà cái package đó của ai thì mình sẽ liên kết rồi cũng được. Rồi ok, rồi kéo xuống. Vậy là mình không cần phải liên kết chủ hàng với order đúng không cô? Đúng rồi, không cần. Dạ. Tại vì cái package đó nó thuộc về chủ hàng rồi ha. Dạ. Rồi xuống. Ở đây em còn một cái nữa là một cái banking nữa thôi cô. Banking thì nó sẽ nối với cái order. Payment đúng hơn là banking. Cái payment nó sẽ nối với cái order. Em không ý là banking ở đây là thông tin về tài khoản đó cô, số tài khoản ngân hàng để giữa mass giữa cái này nó liên kết giữa chủ hàng và chủ xe cô. Thì cuối cùng là gì? Em đâu có quản lý thông tin chi tiết ngân hàng của cái người đó được. Em không quản lý được, em chỉ quản lý giao dịch thanh toán thôi. Dạ. Ừ. Như vậy em quản lý giao dịch thanh toán thì cô đang nói payment đó. Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi. Hiểu chưa? Chứ làm sao em quản lý tài khoản của người ta? Dạ. Ừ.
rồi đó, xóa mấy nó lại lại nha. Ô cô là sao, cô là chủ xe ở đây vẫn có thể liên kết được với mình. Nó hỏi lại vì bên mình nó sẽ nối với cái order, và khi mà thực hiện cái quá trình order đó thì sẽ dẫn đến sẽ có cái payment nối theo, hay nói đúng hơn một cái order sẽ có cái phương thức thanh toán trong đó. Thì phương thức thanh toán nếu phương thức thanh toán mà qua banking thì trong đó mình sẽ lưu về dữ liệu thanh toán, hiểu không? Còn nếu như tiền mặt thì hai người tự xử với nhau, ví dụ vậy. À dạ đúng rồi. Dạ em cảm ơn cô ạ. Dạ em cô. Rồi tiếp. Nhà lớp học chính của mình chuẩn bị nha, xong bạn này có chấm bài đó. Dạ em lớp học chính cô. Dạ thì nó vẫn là cái đó rồi, em không có sửa được. Ủa em cái chỗ này như nó không đúng. Một em lay y thì có thể dạy nhiều lớp, nhưng mà một lớp thì chỉ do em một em lay y dạy chứ hả? Dạ nhiều chứ con. Nhiều luôn hả? Nhiều luôn con. Dạ thì lúc đầu em cũng nghĩ giống cô, nhưng mà nghĩ lại cái dạ cái thì em liên hệ với cái lớp aerobic của mẹ em là thứ ba người này dạy, mà thứ năm là người khác dạy con. À rồi ok, rồi chấp nhận. Rồi vậy thôi. Mình bỏ ở cái manager ID. À được rồi, hiểu manager ID rồi. Dạ, để rồi, cho cái quan hệ supervisor. Rồi đúng rồi. Thêm các thuộc tính vào em nha. Thêm thuộc tính vào cho có thực thể. Bỏ em chưa bỏ membership ID nha. Membership ID chỗ customer phải bỏ ra nha. Dạ. Rồi tốn tiền. Rồi ok. Suy nghĩ các kiểu dữ liệu cho nó nha. Dạ. Mà tiếp đi. Cô xem em like không? Rồi. Mật lên. Rồi bán cá nữa đúng không? Yeah. Rồi tiếp. Em học chuyện mà cô. Vậy hả? À, em học chuyện nha. Em học chính hả? Dạ dạ. Facebook. Ê cái gì tự nhiên có phía à thức ăn á hả? Dạ dạ. Hôm xưa cái chỗ này cũng vào là đổi cái gậy người buyer là thành bài thôi. Mình đâu có quản lý chuyện mua đúng không? Hồi nãy cô nói mình không quản lý chuyện mua, mà mình chỉ quản lý là cá đó nó ăn cái thức ăn nào thôi. À thì như vậy thì mình sẽ nối cái gì? Mình sẽ nối cái fish food với fish time, chứ không phải là fish food với employee, hiểu không em? Được. Ừ hiểu rồi ha. À, nhưng mà cô nhắc lại chọn cái ký hiệu là vẽ cho đúng giùm nha. Tự nhiên cái theo đồ IA xuất hiện mấy cái đó vô ha. Được. Rồi suy nghĩ thêm cho cô. Thứ nhất là mối quan hệ ví dụ giữa employee với order nè. Nó chưa có lượng số chỉ ra một nhiều hay nhiều. Đó. Giữa payment với order cũng chưa có lượng số. Lượng số là số lượng quan hệ đó, một nhiều hay nhiều gì đó. À, mình không biết. Hiểu không? Đó, cái này đổi là được. Hả? Thì tự tự làm đi. Rồi thêm thuộc tính vô ha. Thêm thuộc tính cho khách hàng. Khách hàng ít thuộc tính quá, cái order không nằm trong khách hàng đâu nha. Cái order làm sao nằm trong khách hàng được. Thấy không? Có thấy không? Đây, thầy cô. Rồi sửa lại. Vẫn ghi điểm nhưng mà sửa lại nha Thái Sơn. Đây. Không sửa lại là tới hồi chuyển qua model nó sai là implement nó sai đó. Rồi tiếp đi mấy em. Cô ơi cho em coi lại được không cô? Được.
cô thấy chưa cô? Cô ấy. Cô đang xem cái gì vậy? Cô đang xem. Dạ, em tưởng em bị lắc đó cô. Cô đang xem. Một laptop ở trong nhiều order. Không đúng. Một order có thể order nhiều laptop. Và như cô đã nói, cái laptop nó khác đôi giày. Laptop nó có cái số series hay là điện thoại nó có cái email. Như vậy thì một cái order nó có thể có nhiều laptop, nhưng mà những laptop đó nó chỉ thuộc một order thôi. Vậy là một nhiều. Rồi cái quan hệ giữa customer với order sai luôn. Một khách, một order sao có nhiều khách hàng được vẽ mà không hợp dung gì hết. Em đọc có đang hiểu không? Dạ hiểu rồi, tại vì chắc em nói sai rồi cô. Thì vẽ lại cho nó đúng. Hiểu chưa? Vẽ lại. Dạ. Chị có đã tâm ý không? Ủa cái company với cái brand là gì? Dạ là công ty tạo ra cái sản xuất của cô, công ty tên gì? Không cần. Dạ. Cái brand là đủ rồi. Bỏ cái company đi. Được chưa? Một con hê là nên chứ. Thấy chưa? Thôi tự sửa, con nói mình hiểu thì mình tự sửa đi. Rồi bây giờ giữa khách hàng với order không thể có quan hệ, tức là chỉ là một nhiều ha. Chứ không phải là nhiều một. Rồi cái shipping, nói cái shipping nghe coi, cái credit card thì đúng rồi. Bây giờ cái shipping để làm gì vậy? Vậy là shipping là em dùng để shipping số lượng á cô. Quản lý shipping nha. Dạ. Quản lý shipping. Quản lý shipping có nghĩa là quản lý shipper luôn mới được. Chứ tự nhiên để shipping không, nó không có ý nghĩa. Dạ. Đúng không? Dạ. Shipping thì shipping, không phải shipping customer, mà nối với customer nó sai. Mà nó phải shipping cái order. Kịp không? Dạ, shipping nói với một cái đơn vị vận chuyển. Không gì đơn vị vận chuyển nữa. Bây giờ giả sử mình là ship luôn đi, mình quản lý luôn cái ai sẽ ship đi. Nhưng mà cô đang nói là mình quản lý ship cho cái order nào, chứ không phải quản lý ship khách hàng nào. Em nói shipping với khách hàng có nghĩa rằng là mình ship khách hàng chứ không phải mình ship order. Dạ. Em hiểu ý cô nói không? Dạ. Cho nên shipping phải nói với order nó mới đúng em ha. Dạ. Em hiểu rồi. Ừ. Rồi còn nếu như mình lưu credit card mà mình không thanh toán thì nó không có ý nghĩa. Đó. Cho nên là cái credit card nó phải gán với cái payment. Hiểu không? Của em chưa có payment mà. Mà trong cái order của em thì quá ít thuộc tính luôn. Em thêm thuộc tính cho order nha. Dạ vâng ạ. Rồi. Em ở lớp này đúng không? Dạ. Vương Tấn Lộc đó đúng không? Dạ. Rồi sửa lại nha Lộc. Cô vẫn ghi điểm cho mình nhưng mà mình cần phải sửa lại. Dạ dạ. Em cảm ơn cô. Số
vậy đi. Rồi cái này không quản lý ship pin đúng không? Không quản lý ship, rồi vậy đó. Đơn giản vậy đó. Đó. Ví dụ cái này mình đang làm cho một cái scope rất là nhỏ nha. Thì vẽ như vậy là được. Nghe cô nhắc lại là scope nhỏ thôi nha. Mấy em hiểu không? Tức là mình đang học thì mình vẽ cỡ đó mà mình hiểu được là được rồi. Rồi bữa sau á, tùy thuộc vào cái nghiệp vụ thực tế, tùy thuộc vào ứng dụng mình sẽ bổ sung. Nhưng cái cơ bản mình phải nắm được ha. Chứ còn mình vẽ tùm lum mà mình không hiểu nó là gì thì không được. Rồi ok Khôi, suy nghĩ thêm kiểu dữ liệu cho nó nghe Khôi. Dạ. Em trình bày cho cô. Rồi Quỳnh. Rồi cái này thì em mới thêm, em mới tắt cái switch ra với lại em mới thêm một cái thực thể. Ờ đúng, switch đúng luôn. À, em thêm thực thể gì, vaccine đó hả? Dạ. Yeah. Rồi ok được luôn. Ủa nhưng mà chỗ này là nhiều nhiều hả? Khoan, một owner, một chủ hộ thì sẽ đăng ký chích vaccine. Đăng ký chích vaccine nhiều. Nhiều là sao? Nhiều ở đây là hai thôi chứ. Một người chủ hộ thì ví dụ như là trong nhà sẽ có nhiều người khác nhau á cô. Thì mỗi người sẽ có một cái ví dụ như một cái bệnh nền riêng thì mình phải chích một loại vaccine riêng. Ví dụ như là ở trong nhà con có bác con á thì bị bệnh tim á, có bệnh về tim á cho nên là bác phải chích loại vaccine của Mỹ. Còn những người còn lại thì có thể chích vaccine của Nga. Rồi ok. Rồi được rồi đó Quỳnh. Nói chung Quỳnh có hiểu bài. Dạ không đâu. Ok Quỳnh. Tôi em rồi. Em được cái mới thêm vô cái VIP customer không? Quang à, là Quang. VIP customer. Em thấy VIP, VIP customer nó có phải là VIP không đã? Phải không? Trả lời đi đã. Anh nó có phải là customer không đã? VIP customer nó có phải là customer không? Dạ phải. Phải như vậy nó là customer thôi thì thêm cái thuộc tính là type, là loại. Loại khách hàng vào trong customer là đủ rồi du. Dạ. Nghe rõ không? Dạ rõ con. Ừ, rồi, sửa lại. Vậy đây là cái type hay không hả người? Bỏ đi, bỏ cái thực thể VIP đó đi, bỏ thực thể đó chỉ thêm thuộc tính vào trong customer thôi. Dạ. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Bạn tiếp đi, bỏ luôn thực thể đó em, xóa hẳn luôn. Cô bảo là tìm thêm thuộc tính bỏ vô chứ cô có bảo tìm thêm thực thể. Cô xem, nhờ cô xem lại giúp em được. Cái driver sẽ không nói với vehicle. Khi mà lên cái lịch đó thì sẽ có driver tham gia vào cái lịch đó cùng với vehicle thêm vào, cho nên cái mối quan hệ giữa hai thằng đó không có. Hiểu không? Cũng tương tự nãy cô giải thích em rồi, cái thằng admin là em để một thực thể độc lập để em quản lý
các cái nhân viên tham gia vào hay các admin tham gia vào hệ thống đó được, chứ nó không kiểm soát thằng driver, nó cũng không kiểm soát vị thầy cô. Nãy tôi giải thích rồi, cho nên cái mối quan hệ đó không cần. Em có hiểu bản chất hồi nãy giờ cô giải thích mình nhiều lần với cái quan hệ giữa class với student đó, là khi mà mình đưa dữ liệu vào hay mình lấy ra, mình cần kiểm soát chính xác cái đó thuộc đối tượng nào thì mình mới liên kết nó lại. Còn ở đây rõ ràng là mình không cần kiểm soát driver đó được quản lý bởi admin nào, mình đâu có kiểm soát chuyện đó đâu, nên mình vẽ vô để làm gì, đúng không? Cho nên là mối quan hệ đó không dùng, nhắc lại nhắc đi nhắc lại, không dùng mối quan hệ đó. Admin là một thực thể độc lập, chả quan hệ với thằng nào hết, và mục đích mình bỏ admin vào để mình quản lý các user trong hệ thống của mình thôi. Còn nếu như em không muốn quản lý thì em dẹp luôn thằng admin được chưa? Được không? Rồi xóa cái driver với vehicle nha. Rồi xóa rồi đúng không? Và giữa driver với schedule đó mối quan hệ là gì? Không chỉ ra sao biết nó được đúng hay sai. Giữa driver với lịch trình ấy cô. Thì sao? Thì một driver có một lịch trình thôi chứ cô. Thì đâu có để một nhiều đâu cô biết. Em đang để trắng trơn vậy mà. Em không hiểu cô nói luôn á hả? Em hiểu không? Cái này hôm qua cô nãy, hôm qua trên cái slide cô mở ra cô nói luôn, mấy em phải hiểu mình đang vẽ theo ông nào. Nếu vẽ theo ông trend thì sẽ để là một m hoặc một n hoặc là một một hoặc gì đó. Nếu vẽ theo ông raw food thì phải để bên một hoặc là bên nhiều cái chân gà đó đó. Hiểu không? Chưa đọc slide đúng không? Em stop đi. Em stop đi, tôi present, tôi nói lại chỗ này thiệt giận ghê luôn á mấy em. Đâu phải cô không giảng đâu, bởi tới khi làm đồ án cái làm sai. Làm sai cái bảo là cô dạy như vậy hoặc là thầy dạy như vậy. Nó đâu có ai dạy mấy em như vậy đâu. Vẽ một cái sơ đồ mà không để lượng số làm sao biết được nó là cái gì. Mà cái này hôm qua giảng cũng đã nói rồi, hôm trước cũng đã nói rồi. Mà trên slide cũng đã để trên đó rồi chứ đâu phải không để slide đâu. Thiệt tình luôn á. Mà nãy giờ cô sửa bài cho bao nhiêu bạn rồi em cũng nhìn thấy mà. Đâu phải là em không nhìn thấy trên cái bài của cô chỉ cho mấy bạn đâu. Bây giờ cô nói em cũng không hình dung được nó là cái gì thì cô cũng thua đó. Đây, cái hình này nè. Tôi đã mở lại hình này ít nhất 3 lần tại lớp mình. Và tôi nói là khi vẽ theo ai thì phải theo một người đó. Bây giờ theo ông Chen đúng không? Đây là ký hiệu nha. Và cô nhắc mấy em ký hiệu thì nó phải đúng. Bởi vì mình dùng ký hiệu sai thì sơ đồ sai. Vậy nếu như nó là mối quan hệ một nhiều phải để số 1 và để M. Nếu dùng theo Crawford thì phải để cái này là một và cái này là chân gà là nhiều. Và tạm đơn giản thì mình có thể bỏ cái gạch này, mình để một nhiều như vậy, nhìn vô là hiểu đây là một nhiều. Còn nếu mình dùng theo ông Chen thì chỗ này phải là một M. Em hiểu không? Có. Đây nè, em nhìn và tôi cũng chỉ lên tới cái sơ đồ của mình luôn. Đây. Đâu rồi? Đây nè, cái sơ đồ này nè. Ví dụ đây là 1M, một brand có nhiều, tức là một chi nhánh có nhiều nhân viên làm việc và để đây 1M rõ ràng ràng. Em hiểu được không em? Được, tại vì lúc nãy em nghĩ là cái đấy là một nguồn chứ không phải một nhiều. Cho dù em nghĩ cái gì em cũng phải để ra, người khác mới nhìn vô mới biết được. Còn em nhìn lại cái sơ đồ của em á, không có cái gì hết, làm sao cô biết nó là cái gì để mà cô giải thích cho mình hay là cô kiểm tra cho mình tính đúng sai của nó. Rồi resend trở lại đi. Thank you.
gì mình nhìn lại toàn bộ sơ đồ của mình á, nó không có thể hiện gì hết, cho nên cô đâu có biết được ý của nó là em phải để vô nó là một nhiều hay là một một, em hiểu chưa? Hay là nhiều nhiều rồi cái đó em để sau đi. Rồi bây giờ giữa vehicle với schedule, mình biểu diễn khoan, từ từ mình biểu diễn, mình thấy sai nè, em đừng liếc nữa, cô chóng mặt lắm. Cô nói cái đó em vẽ sau mà. Bây giờ giữa schedule với driver, một schedule có nhiều driver, đúng không? Một lịch trình đó, ví dụ đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt, mình sẽ có nhiều driver tham gia vào cái lịch trình đó, đúng không em? Vâng. Như vậy thì mình sẽ thấy là driver có thể tham gia nhiều lịch trình không? Có. Chắc luôn á hả? À, không, một driver một lịch trình thôi. Ừ, như vậy thì cái mối quan hệ em biểu diễn vậy là nó không đúng, em thấy không? À. Cho nên là bây giờ nha, em xuống em vẽ lại cho cô đầy đủ cái mối quan hệ đi. Rồi sẽ nói tiếp chỗ này. Còn bây giờ đưa lên mỗi cái cô đều mỗi hỏi em như vậy thì làm sao mà đi cho nó xong được. Em hiểu chỗ này không? Được, vâng ạ. Rồi xuống biểu diễn lại. Bạn tiếp theo đi. Bảo Khương có không? Không có đúng không? Vĩnh. Rồi còn mỗi Nguyên An nữa thôi, Nguyên An sửa đi nha, 10 giờ cô coi lại nha. Rồi có 10 phút nè, có 10 phút những bạn học yếu thính ai muốn sửa thì show lên đi. Dạ em coi. Đây cô, em sửa lại đơn giản để em làm để em hiểu trước cái đã. Mình làm cái gì cô quên rồi ta? Dạ, cửa hàng nội thất cô. Ờ, cửa hàng nội thất rồi đó. Cái nãy cô sửa cho em rồi, em tự nhiên bỏ material vô đó. Cô nói là một cái mình có thể quản lý theo material, một loại material thì nó sẽ có nhiều product. Thôi thì em muốn vậy thì bỏ vô đó luôn đi. Nhưng mà theo cô thì tách ra sẽ dễ kiểm soát dữ liệu hơn. Tức là khi nhập hàng mà hàng gỗ, đúng không? Dạ. Thì mình sẽ nhập những sản phẩm của hàng gỗ thôi. Dạ. Nếu mình nhập 1.000 sản phẩm hàng gỗ thì cái material dữ liệu chỗ đó sẽ nhập, sẽ trùng lại 1.000 lần chữ gỗ chỗ đó. Ừ. Hiểu ở không? Trước thì em muốn là mình đi cái quan trọng là mình hiểu trước cái đã cô. Còn nếu mà tách theo rồi, rồi thì vẫn chấp nhận được. Thì cô nói em hình dung chỗ này đã. Dạ. Rồi bây giờ cái order em để cái em để ký hiệu nó không đúng nha, em lưu ý nha. Nãy ký hiệu là nãy cô nói bạn Nguyên An bên đó rồi đó, mình đặt cái ký hiệu cho nó đúng. Dạ. Yeah. Cứ vẽ thẳng xuống product rồi để một bên order, n bên product chứ không có để vậy. À dạ. Yeah. Cái user đó là ai, là khách hàng hả? Dạ đúng rồi cô. Vậy thì mình đặt là khách hàng ha. Dạ. Rồi một khách hàng có nhiều order. Rồi một order có nhiều product và những product đó có thể thuộc về nhiều order không? Để em suy nghĩ cái. Nhiều product. Em nghĩ là không cô ơi. Sao vậy? Thì có thể một order thì mình có thể ghi trong đó là nhiều product được. Còn ngược lại thì tức là không, tức là mỗi product của em sẽ có một cái ID khác nhau hả, đúng không? Dạ. Yeah. Chắc không? Chắc đúng không? Chắc thì mới để vậy nha, hỏi đi hỏi lại đó. Em suy nghĩ thôi.
Chắc cô ơi. Rồi. Bây giờ tới bây giờ tiếp. Cái shop đó dùng để làm gì? Nó giống như là em liệt kê hết ra rồi, cái em cho nó quan hệ với nhau không? Cái là mục đích mình quản lý cái shop đó dùng để làm gì đó em? Mình để bán hàng hả cô? Trời ơi, em chưa hiểu ý cô hả? Bây giờ cái shop này mình có bao nhiêu shop? Một shop hả cô? Ừ, có một shop thì bỏ nó ra. Hiểu không? Hiểu chỗ này không? Chỉ có một shop thôi, đưa vô làm cái gì? Dạ. Ví dụ như á, chi nhánh của em á, nghe nè, nếu như cái hệ thống của em nó có nhiều shop thì dạ, em mới đưa shop vô để em quản lý. Dạ. Hình dung được không? Dạ được rồi cô. Ừ, cho nên nếu có một shop thì không đưa vô. Dạ. Rồi chưa? Dạ, ok em hiểu chỗ đó rồi cô. Ừ. Vậy nếu như em bỏ cái này ra thì em bỏ luôn cái này luôn hả cô? Đúng rồi. Bây giờ cái owner đó là bên giống như nhà cung cấp sản phẩm á hả? Owner này là ví dụ như ông chủ của cô, ông chủ gì mình là chủ cái shop đó. Chủ shop thì có mấy chủ, một chủ với mấy? Dạ một chủ. Không đúng. Nếu như em quản lý như vậy thì em phải quản lý nhà cung cấp thì đúng hơn. Bởi vì ông chủ cũng chỉ có một shop, cũng có một, mình không đưa nó vào thực thể. Dạ. Và bây giờ mình phải quản lý là những sản phẩm đó tôi nhập từ nhà cung cấp nào thì được. Để làm gì? Để tôi biết khi mà dữ liệu tôi hết hay là hàng tôi hết thì tôi sẽ liên lạc nhà cung cấp đó. Thậm chí sau này tôi còn thống kê dữ liệu theo nhà cung cấp, tôi đã bán hàng cho nhà cung cấp đó bao nhiêu. Dạ. Tôi hưởng cái hoa hồng bao nhiêu vân vân, em hiểu không? Dạ, em hiểu không cô? Ừ, như vậy cái owner hồi nãy giờ cô hiểu owner đó là nhà cung cấp đó chứ không phải ông chủ đâu, gì thì em sửa lại nó phải là nhà cung cấp nó mới đúng nha. Dạ. Rồi sửa lại đi. Dạ cô, em có cần thêm cái mối quan hệ giữa nhà cung cấp với ông chủ không cô? Không, được rồi. Dạ. Rồi tiếp em. Dạ. Vậy là bài của em cũng ổn không cô? Ừ, ừ. Dạ, em cảm ơn cô. Ừ. Cô em số lại hả cô? Một cái vì hay cầu không nối với ticket mà ticket sẽ nối với schedule. Một cái schedule sẽ có nhiều ticket. Đúng không em?
Và vâng, nhưng mà cái vehicle với schedule kia là một lịch trình có thể có nhiều xe mà. Thì đúng rồi, cho nên em sẽ bán ticket theo xe, cho nên cái schedule nó sẽ lưu lại là gì, cái giờ đi giờ đến và nó cái xe mà sẽ chạy cái đó. Em hiểu ý cô nói không? Còn khách hàng họ mua ticket và lên ticket đó, mình bán là ticket của mình sẽ xuất theo cái dữ liệu mà mình tổng hợp được từ driver, từ gì vehicle, mình mới ra được cái schedule đó. À dạ vâng. Được chưa? Được rồi. Rồi bây giờ tiếp nè, bên cái account này là một khách hàng có thể mua nhiều ticket, và những ticket đó chỉ bán cho những khách hàng đó thôi, thì không bán cho được người khác. Cho nên cái booking info bỏ vô để làm gì? Là order. Như vậy một cái booking info nó chính là cái ticket luôn đó. Như vậy mình sẽ nối cái khách hàng đó với ticket, và một khách hàng có nhiều ticket, và ngược lại là những ticket đó chỉ thuộc cái khách hàng đó thôi. Còn nếu em muốn bay mình thì em sẽ tách ra một thứ thực thể bay mình riêng. À, vâng. Như kịp cô nói không? Có. Rồi, sửa lại đi. Còn mai mình học code hay mình học cái này tiếp không? Mai mình học chuyển cái này qua cái sơ đồ relational model và mình sẽ cài đặt nó ha. Mình cài đặt thì hai slot lận mà, cho nên là cũng code đó, thành ra ta nhớ ta cài trên server ha. Dạ. Thì mai cô sẽ nói cái ở mức cao hơn. Mức cao hơn có nghĩa rằng là mình mới ở thiết kế ở dạng basic thôi. Cô sẽ nói những tình huống phức tạp tiếp theo để mình, dĩ nhiên trong cái bài này không yêu cầu mấy em, tức là trong chương trình học của mình không yêu cầu, nhưng mà cô nói để mình hiểu để sau này mình làm. Còn ở chúng ta đang học mới là mức cơ bản, nhưng mà mức cơ bản để đạt được đó là cô đang sửa cho các bạn toàn ở mức cơ bản thôi đó, nhưng mà mình thấy mình còn sai rất nhiều ha, muốn gì mà cao lên nữa ha. Tiếp đi, còn ai nữa không? Những bạn học dự tính nè, sửa bài đi. Nguyên An sửa xong show lại cho cô nha Nguyên An. Vâng ạ. Cái của mình làm về gì đây Phương Anh? Trang cô coi cái trang này gì Phương Anh, rồi admin book chứ gì ta, chỗ này sao em muốn lắp mắt chỗ này không cần, cái này cũng cần đúng. Nếu em muốn khoan nghe nếu hệ thống của mình có nhiều người tham gia vào admin, em cần quản lý role á, thì em sẽ để thực thể admin riêng. Dĩ nhiên admin này không quan hệ với những thằng còn lại nha.
Anh này em xóa, cái em để vẫn để thực thể đó, nhưng mà em xóa mối quan hệ với Cúc đi, tại vì nó chả có ý nghĩa gì với Cúc cả. Nhưng mà nếu như mà em muốn là cái này nó sẽ thành cái người người bán nó, cái seller, thì em sửa lại cái seller được không? Thì như vậy seller sẽ seller, tức là em cần quản lý cái chuyện gì, chuyện mà nó sẽ quản lý việc mình bán online rồi mà. Bán online thì không quan trọng ai seller vì đâu có ai bán đâu, chỉ quan trọng người ship thôi, đúng không em? Cho nên nó không cần đâu, được chưa? Mình lưu cái shopping cart để làm gì? Như vậy thì thực để con nói nghe nè, nó có hai cái. Nếu như mình lưu cái shopping card để mình lưu trữ lại sau này khách hàng có không mua thì sẽ vào sẽ thấy cái giỏ hàng trước đó mình đã chọn thì được. Còn nếu như cái shopping card với cái order là một thì lúc này chúng ta chỉ cần lưu order thôi. Em hiểu ý cô nói chỗ này không nè? Ừ. Thì đó là tùy tùy mình nha. Thì em cô đang nói em vẽ đúng rồi, nhưng mà em phải hiểu cái chỗ này là khi nào dùng shopping cart mà khi nào không. Mình dùng shopping cart, thực ra shopping cart chính là em nhìn hai cái đó nó chả khác gì với order hết, tất cả những gì em đang mô tả nó không khác gì với order hết, và hai cái đó là một đó, hiểu không? Ừ, hai cái đó là một, cái này mình thấy nó đâu khác gì đâu mà mình tách ra. Và khi nào mình cần tách ra, khi mình cần lưu lại dữ liệu tạm thời để mà mình sau này khách hàng có vào lại cái cookie đó thì cho nó hiển thị cái dữ liệu họ đã chọn trước đó thì được ha. Còn trong trường hợp này thì không cần, em lưu order thôi. Là như vậy thì trên cái order sẽ dính với cái book đó, khách hàng quan hệ với book. Như vậy thì một một order sẽ có nhiều cuốn sách và những cuốn sách cũng sẽ ở trong nhiều order. Theo kịp không? Rồi. Rồi payment. Một order. Payment là phương thức thanh toán. Một order thì có một payment thôi. Nhưng một payment có thể trong nhiều order. Em không cần nói cái khách hàng với cái payment đâu, bởi vì cái payment nó đi với cái order. Mà trong cái order đó, nếu khi mà em cần quản lý, ví dụ em quản lý là cái payment đó nối với cái card nào, cái card là cái credit card hay là cái thẻ thanh toán á, thì khi đó em sẽ có một cái thực thể là danh sách các cái credit card, thì em sẽ quản lý cái credit card đó với lại customer thì được. Hiểu ý chỗ này không? Ừ, rồi đó, sửa lại ha. Rồi, được rồi, sửa lại đi, sửa lại thì cần thì cô coi lại. Rồi An xong chưa An? Rồi, rồi ạ. Đâu coi coi. Rồi ok. Đó vậy đó, hiểu chưa? Hiểu chưa An? Dạ vâng, hiểu rồi ạ. Rồi mai mốt mà mình học lý thuyết thì mình sẽ thêm vào tiếp và mình cũng sẽ sửa tiếp nữa, nhưng mà về cơ bản như vậy là tạm được, so với cái scope nhỏ nhỏ của mình như vậy là được, hiểu chưa?
Dạ vâng, cảm ơn. Rồi suy nghĩ thêm kiểu dữ liệu cho cô, cho các thuộc tính á. Ngoài ai nữa không, nhanh đi ha. Rồi không ai sửa nữa hết đúng không? Rồi nếu mà không ai sửa nữa hết thì chúng ta thấy rằng bây giờ cô tóm lại bài chút nữa nha, để mình hình dung. Thì một số bạn thì tới giờ này cô hy vọng là mình hiểu, hy vọng thôi chứ cũng không chắc mình hiểu bản chất của nó là gì. Thứ nhất, chúng ta muốn thiết kế dữ liệu chúng ta phải đi tìm thực thể ha, chúng ta đi tìm relationship, mối kết hợp ha. Và gì ha, và relationship mối kết hợp và gì, và attribute đó, các cái view của các cái thực thể đó thôi. Như vậy thì mình mới tới đây thôi, mình chưa làm gì nhiều hết đúng không? Và attribute của mình á, review của mình mấy em cũng chỉ mới làm thuộc tính đơn và thuộc tính khóa thôi, tức là nó có một cái đặc thù nữa là key attribute và một cái thuộc tính bình thường normal thôi. Chúng ta còn một vài thuộc dạng thuộc tính khác nữa. Vậy thì ngày mai cô sẽ nói tiếp cái phần nâng cao của mình. Thì nâng cao của mình relationship hôm trước giờ chúng ta cứ lải nhải, cô lải nhải cho mấy chúng ta, cô cứ lải nhải hoài là ví dụ như là 1-1 đúng không? Rồi 1m hay là một n gì đó đúng không? Rồi gì nữa, à m thì có thể mấy em cũng chưa hình dung hết được, nhưng mà cô đang cho mấy em một cái mindset rất tự nhiên. Rất tự nhiên có nghĩa là gì? Mấy em hình dung trong thực tế thế nào thì mấy em cứ điền vào như vậy. Thì ngày mai cô sẽ giải thích tại sao là nó có như vậy, hiểu không? Tại sao là mình phải diễn đạt như vậy ha. Ngày mai sẽ nói chuyện này, và nó sẽ có mối quan hệ ISA giống như nãy mấy bạn làm đó. Thì cô không biết là những bạn đó đã biết rồi làm hay sao. Thì đó, ISA là gì? Thì ngày mai chúng ta sẽ nói đến chuyện này ha. Rồi tiếp, ngày mai chúng ta cũng sẽ nói đến cái thuộc tính khác, ví dụ như là thuộc tính đa trị, multi value attribute. Cái này rất quan trọng đó, thiết kế nâng cao hơn chút nữa ha. Multi value attribute hoặc là derived attribute là thuộc tính dẫn xuất là gì. Thì đó là cái phần mình sẽ nói thêm trong sơ đồ của mình ha. Thì để, đó là để chúng ta hoàn thiện sơ đồ. Thì sau khi chúng ta hoàn thiện sơ đồ rồi thì cô sẽ hướng dẫn mình, cô đang nói tiếp có một ngày mai đó, ngày mai cô sẽ hướng dẫn mình là chuyển đổi, tức là convert từ cái EAD ha sang cái relational model. Và dĩ nhiên khi các bạn có relational model rồi thì các bạn sẽ có cái database model, hay còn gọi là physical model. Thì để có physical model thì chúng ta phải code, hoặc là chúng ta tạo ra thôi, nhưng mà cô phải chỉ các bạn code trước, chúng ta học khó trước dễ sao ha. Đó thì đó là công việc ngày mai của mình, được chưa? Rồi hôm nay có ai hỏi gì không? Rồi yên lặng hết. Dạ không. Rồi, không ha. Rồi cảm ơn.